Kim Hoa Ưng, cái tấm ốp gỗ nhựa phủ USA này là nó nhẹ anh chị, 1 mét vuông tầm khoảng 4,3 đến 7,6 kg là cùng thôi, tùy mẫu. Anh chị có thể dùng cái xương thạch cao là đã ốp được cái tấm ốp gỗ nhựa phủ USA ngoài trời này rồi ha. Thì cái thạch cao tùy độ dày, nó tầm khoảng là 5,9 đến là 10,5 kg trên 1 mét vuông. Cái này là tùy độ dày ha. Còn với ASA này nhẹ hơn rất nhiều, cho nên là mình có thể dùng khung xương thạch cao là thoải mái rồi. Nhưng mà nhớ làm công trình nào cũng vậy, anh chị nhớ cái xương nó dày dày một xíu thì công trình của mình xài được lâu dài và an toàn anh chị ha. Thì tấm ốp gỗ nhựa phủ ASA này anh chị, ở trên bề mặt có một cái lớp 0,3 mm, thì cái lớp này nó sẽ giảm hấp thụ nhiệt trên bề mặt của cái tấm ốp, nó giữ cho cái tấm ốp bóng dày hoài luôn. Khi mà không có nhiệt rồi á, giảm hấp thụ nhiệt rồi á, thì nó sẽ bền màu hơn nè, rồi nó sẽ ít giãn nở hơn. Mình dùng cái này thoải mái ở ngoài trời, làm bảng hiệu dùng Kim Hoa, rồi mình làm mặt tiền nhà nè, rất là ok, hay là trần ban công gì đó, thì cái này nó là gỗ nhựa ngoài trời nhưng mà là vật liệu nhẹ ha, đủ màu đủ sóng, vân gỗ rồi đủ hết luôn. Anh chị nào quan tâm đến tấm ốp gỗ nhựa phủ ASA hàng ngoại thất nha, thì có thể để lại comment Kim Hoa tư vấn chi tiết hơn cho mình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video, và tôi là Kim Hoa đến từ Cosmos Việt Nam.